mày? Ai quay cho mày? Tao quay cho mày đủ rồi, một tiếng. Mày tạo cho mày tiếng. Khánh ơi, Khánh ơi, mua cho Tùng thu cái điện thoại nhá, như này này. Đấy, thôi để bảo có mua rồi. Để bảo có mua rồi đấy, mày im mồm hay lắm. Cái gì ấy? Không cần à? Cậu đây cho con làm cái gì không? Thôi con mẹ không cho con đi đâu. Con linh tinh nhiều nhá. Ai cho con tự phép đi vỉa hè cũng không? Ai cho con tự phép? Mẹ không cho con tự đi. Con phải là có người lớn đi cùng con mới được đi. Ai cho con tự đi bộ ra đấy? Con giỏi chưa? Người ta có hỏi con là con nhà ai không? Ơ đó, hãy chanh.